Xin kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh và Truyền hình Thạch Thành. Trong chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Phiên họp thường kỳ tháng 8, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2020. Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2019-2020, triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021. Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm ngành văn hóa thông tin tháng 9 và quý 4 năm 2020. Trường trung học phổ thông Thạch Thành 1, 14 thí sinh đạt điểm 10, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 27 tháng 8, Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thành đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2020. Đồng chí Phạm Đình Minh, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện dự và chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Mặt trận Tổ quốc, trưởng các ngành đoàn thể và các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn huyện. Dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Đình Minh, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, các đại biểu đã lắng nghe Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, các phòng ban báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của huyện 8 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2020. Trong tháng 8, với sự quan tâm lãnh đạo điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền, cùng sự nỗ lực của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện luôn đạt kết quả tốt. Sản xuất nông nghiệp, sản xuất thủy sản tiếp tục ổn định, giá trị sản xuất ước đạt 5.271,3 triệu đồng, bằng 107,6% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng đạt 215 tấn, bằng 107,6% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng nuôi trồng đạt 182,9 tấn, chiếm 85% tổng sản lượng. Xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm thực hiện. Trong tháng, Ủy ban Nhân dân huyện công nhận 14 thôn đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 140% kế hoạch, chỉ đạo hai xã Thạch Đồng, Thạch Sơn chuẩn bị hồ sơ tổ chức thẩm tra xã đạt chuẩn nông thôn mới. Xã Thành Hưng hoàn thiện hồ sơ trình cấp tỉnh, xem xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có sự chuyển biến tích cực, giá trị sản xuất công nghiệp tăng khá, ước đạt 215.905 triệu đồng, tăng 17,6% so với cùng kỳ. Một số sản phẩm chủ yếu tăng khá so với cùng kỳ như gạo, ngô sai sát đạt 5.535 tấn, tăng 9,4%, thức ăn gia súc đạt 1.351 tấn, tăng 6,2%, đường kết tinh đạt 11.914 tấn, tăng 13,4%. Thương mại dịch vụ vận tải trong tháng ước đạt 36.571 triệu đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ. Vận chuyển hành khách đạt 268,226 lượt người, tăng 20,4% so với cùng kỳ. Vận chuyển hàng hóa đạt 241.745 tấn, bằng 102,8% so với cùng kỳ. Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, các đơn vị chức năng đã tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của huyện, của tỉnh, các ngày kỷ niệm của đất nước. Công tác tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 được đẩy mạnh và thành lập hai đoàn kiểm tra tại các đài cơ sở, các xã, thị trấn. Công tác quốc phòng an ninh, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo ổn định, không có điểm nóng xảy ra. Các lực lượng vũ trang duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Phát biểu chỉ đạo về nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9, đồng chí Phạm Đình Minh, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện lưu ý các ngành chức năng cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, tập trung chỉ đạo chăm sóc lúa thu mùa năm 2020, kiểm tra dự báo sâu bệnh, hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh hái lúa, chỉ đạo nhân dân chăm sóc, đầu tư phân bón cho mía nguyên liệu, thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng, chăm sóc rừng trồng tập trung, rừng khoanh nuôi, tiếp tục theo dõi, giám sát dịch bệnh gia súc gia cầm trong mùa mưa, thực hiện công tác kiểm dịch động vật, kiểm tra vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ, đẩy nhanh tiến độ xây dựng chợ và các cửa hàng an toàn thực phẩm. Về văn hóa thông tin, tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đất nước, của tỉnh và của huyện. Trong đó, tập trung tuyên truyền 75 năm ngày Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kỷ niệm 79 năm ngày thành lập chiến khu du kích Ngọc Trạo, 75 năm thành lập Đảng bộ huyện. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong việc chủ động phòng tránh dịch bệnh COVID-19. Chỉ đạo triển khai nhiệm vụ năm học,
và tổ chức khai giảng năm học mới 2020-2021. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 cho giáo viên, học sinh, cán bộ quản lý, người lao động tại các trường học theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục. Về an ninh quốc phòng, thực hiện tốt chế độ sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật chất sẵn sàng tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Nắm tình hình các đối tượng đi từ vùng dịch về địa phương để giám sát theo dõi sức khỏe. Tăng cường kiểm tra, xử phạt các trường hợp không chấp hành biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Tổ chức xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Chỉ đạo các xã lập lại trật tự công cộng, chống lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông, đường bộ. Thưa quý vị, vào chiều ngày 27 tháng 8, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2019-2020, triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021. Theo đánh giá của Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2019-2020, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn thách thức do đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, song toàn ngành giáo dục đào tạo đã có nhiều cố gắng nỗ lực tiếp tục duy trì ổn định các hoạt động và đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Theo đó, chất lượng phổ cập giáo dục và xóa mù chữ được củng cố, duy trì tại các địa phương, chất lượng giáo dục đại trà có chuyển biến, tỷ lệ học sinh xếp loại giỏi tăng, học sinh xếp loại yếu giảm, chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục duy trì bền vững. Việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 đảm bảo tốt cả hai mục tiêu, vừa phòng chống dịch COVID-19 vừa đảm bảo kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Tỷ lệ thí sinh đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 đạt 97,64%. Công tác chuẩn bị các điều kiện thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông bắt đầu từ năm học 2020-2021 được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, đồng bộ. Cơ sở vật chất trang thiết bị trường học tiếp tục được tăng cường. Hoàn thành chỉ tiêu xây dựng phòng học kiên cố, cao tầng, trường đạt chuẩn quốc gia trước kỳ hạn. Công tác phối hợp, kết hợp với các sở ngành cấp tỉnh, ủy ban dân huyện, thị xã, thành phố ngày càng sát sao, hiệu quả. Đặc biệt là trong thực hiện nghiêm túc phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỉnh và ngành y tế, 100% cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên được an toàn. Năm học 2020-2021, ngành giáo dục và đào tạo Thanh Hóa đề ra các nhóm nhiệm vụ chủ yếu đó là tiếp tục sắp xếp mạng lưới trường lớp phù hợp với thực tế và theo kế hoạch của Ủy ban dân tỉnh, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp và chất lượng giáo dục mầm non phổ thông, triển khai chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở, tăng cường giáo dục đạo đức lối sống kỹ năng sống, giáo dục thể chất cho học sinh sinh viên, đảm bảo an toàn trường học, nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục, đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục đào tạo, tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo, chú trọng phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Thưa quý vị, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 tại Thanh Hóa có 257 thí sinh đạt điểm 10 ở nhiều môn thi. Tỷ lệ thí sinh đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông của Thanh Hóa đạt 97,64%. Vào sáng ngày 27 tháng 8, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa cho biết, tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, Thanh Hóa có 33.760 thí sinh dự thi tốt nghiệp. Số thí sinh tốt nghiệp là 32.962 đạt tỷ lệ 97,64%. Qua thống kê cho thấy, điểm trung bình thi tốt nghiệp trung học phổ thông của tỉnh là 6,101, xếp thứ 44 toàn quốc. Trong đó có 257 thí sinh đạt điểm 10, xếp thứ 6 cả nước với số thí sinh đạt điểm 10. Môn toán 23 điểm 10, hóa học 29 điểm 10, sinh học 1 điểm 10, lịch sử 19 điểm 10, địa lý 10 điểm 10, giáo dục công dân 171 điểm 10, tiếng Anh 4 điểm 10. Riêng môn vật lý, ngữ văn và tiếng Nhật không có thí sinh nào đạt điểm 10. Cũng theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa qua có 11.366 thí sinh đạt điểm 9 trở lên, trong đó môn giáo dục công dân dẫn đầu với 4.756 thí sinh đạt từ 9 điểm trở lên. Tiếp đến là môn toán với 2.908 thí sinh, môn ngữ văn 932, môn hóa học 766 thí sinh đạt từ 9 điểm trở lên. Tính đến thời điểm này, qua thống kê, thủ khoa tổ hợp xét tuyển đại học tại Thanh Hóa là 29,5 điểm khối A. Tại huyện Thạch Thành, theo thống kê sơ bộ có 47 học sinh đạt từ 27 điểm trở lên, trong đó có 17 học sinh đạt điểm 10.
Thí sinh có tổ hợp xét tuyển đại học cao nhất đạt 29,65 điểm là học sinh trường Trung học phổ thông Thạch Thành 1. Trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm nay, trường Trung học phổ thông Thạch Thành 1 có 373 em dự thi, kết quả đạt được như sau: 10 em đạt từ 28 điểm trở lên, 58 lượt học sinh đạt từ 27 điểm trở lên, 14 em đạt điểm 10, trong đó môn hóa 7 em, môn giáo dục công dân 6 em, môn địa 1 em và 198 điểm 9 trở lên. Điểm trung bình tốt nghiệp đạt 6,44. Trong năm học 2020-2021, huyện Thạch Thành phấn đấu tạo sự ổn định, bền vững và nâng cao chất lượng học sinh giỏi từ các kỳ thi cấp tỉnh. Để đạt được mục tiêu trên, cấp ủy chính quyền và toàn ngành tiếp tục đầu tư hạ tầng, điều chỉnh cơ chế chính sách cho giáo viên, phòng giáo dục nêu cao vai trò chủ động và sáng tạo trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, tăng cường huy động nhiều nguồn lực đóng góp để hỗ trợ và khen thưởng kịp thời. Quý vị và các bạn thân mến, ngày 28 tháng 8, Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm ngành văn hóa thông tin tháng 9 và quý 4 năm 2020. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Tam, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Phòng Văn hóa Thông tin huyện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và cán bộ công chức văn hóa các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Trong 8 tháng vừa qua, trong điều kiện khó khăn chung của đất nước, của tỉnh, của huyện, nhất là diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sự nghiệp văn hóa và các phong trào thi đua của ngành. Song được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền và với sự quyết tâm của các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa từ huyện đến các xã thị trấn, ngành văn hóa đã chủ động tổ chức thực hiện, đạt được nhiều kết quả toàn diện trên các lĩnh vực công tác, hoàn thành các chỉ tiêu của cấp ủy, chính quyền đã đề ra. Về công tác tuyên truyền ngành văn hóa trong 8 tháng đầu năm, toàn huyện đã có 100% xã thị trấn, thôn, khu phố, cơ quan, đơn vị, trường học tổ chức các hoạt động tuyên truyền với hơn 600 pano áp phích, 1.860 băng rôn, phướn thả, khẩu hiệu, làm mới 362 m² tranh cổ động, 380 vignette với tổng diện tích 254 m², 175 bản tin, bản tường và 65 cụm cổ động tấm lớn tuyên truyền. Tham gia liên hoan tuyên truyền cổ động toàn tỉnh đạt một giải A văn nghệ và một giải B xe tuyên truyền. Bộ phận đài truyền thanh truyền hình, trung tâm văn hóa, thể dục, thể thao và du lịch đã gửi 25 tin bài trên đài TTV và báo Thanh Hóa. Sản xuất 96 chương trình phát thanh địa phương với thời lượng 20-25 phút một chương trình. Sản xuất 75 đĩa tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tăng cường thời lượng tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh từ cấp huyện đến cấp xã thị trấn. Loa công cộng ở khu vực dân cư với hơn 1.500 lượt phát thanh, thời lượng 180 phút trên ngày. Sản xuất 36 chương trình phát thanh với tổng thời lượng 900 phút. Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã được nhiều kết quả quan trọng. Toàn huyện có 193 đơn vị đăng ký công nhận các danh hiệu văn hóa, trong đó có 175 làng, 18 cơ quan, trường học. 86% số hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, 38% số hộ đăng ký xây dựng danh hiệu gia đình thể thao, thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, quản lý tốt các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 và trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Triển khai thí điểm một mô hình câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình tại xã Thành Minh, chuẩn bị các điều kiện tổ chức hội thi gia đình phát triển bền vững năm 2020. Kịp thời tham mưu, đề xuất hỗ trợ hệ thống 5 đài truyền thanh các xã đã xuống cấp và được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt cho các đơn vị xã Thành Yên, Thành Mỹ, Thành Thọ, Thạch Tượng và Thạch Lâm. Quản lý tốt các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, tổ chức 6 đợt kiểm tra, việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch. Các đoàn kiểm tra liên ngành đã thực hiện kiểm tra 98 cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch, 47 cơ sở karaoke, 22 cơ sở lưu trú du lịch, 9 cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao, 15 đại lý Internet, 5 di tích và lễ hội. Lập biên bản và xử lý vi phạm hành chính đối với 1 cơ sở kinh doanh karaoke, 1 cơ sở kinh doanh Internet, 5 cơ sở lưu trú với tổng số tiền phạt là 23.250.000 đồng. Xử phạt đối với 3 đối tượng trên địa bàn có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội với tổng số tiền là 32.500.000 đồng. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Tam, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành văn hóa thông tin trong 8 tháng đầu năm. Đồng thời, đồng chí cũng nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm trong tháng 9 và quý 4 năm 2020. Ngành văn hóa thông tin tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các kế hoạch chương trình đề ra,
trong đó tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả hoạt động ứng dụng thông tin, đổi mới quy trình xử lý văn bản, hồ sơ công việc, giải quyết thủ tục hành chính, chuyển từ môi trường làm việc trên giấy sang làm việc trên môi trường điện tử trong các cơ quan quản lý nhà nước từ cấp huyện đến cấp xã. Đẩy mạnh nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu công nhận các danh hiệu văn hóa trong quý 4 năm 2020. Thực hiện tốt nhiệm vụ bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao và du lịch. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện đã biểu dương và khen thưởng cho 4 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin tuyên truyền. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh và Truyền hình Thạch Thành trên sóng FM băng tần 95,8 MHz và trên website thachthanhtv.vn. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành văn hóa thông tin, phần cuối chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Ngành thông tin và truyền thông Thanh Hóa nối tiếp truyền thống hướng tới tương lai, góp phần vì một Thanh Hóa với khát vọng thịnh vượng. Thưa quý vị, ra đời năm 1945, trải qua 75 năm phát triển và trưởng thành, ngành thông tin và truyền thông Thanh Hóa đã và đang hoàn thành sứ mệnh của đội quân xung kích trên mặt trận tư tưởng, giữ vững huyết mạch thông tin, phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Cùng với cả nước, sự hình thành và lớn mạnh của ngành thông tin và truyền thông Thanh Hóa luôn gắn liền với sự ra đời và phát triển của đất nước theo nhu cầu từng thời kỳ của cách mạng. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ hào hùng của dân tộc, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành thông tin và truyền thông đã đem tất cả sức lực, trí tuệ và cả xương máu của mình vượt qua mọi khó khăn, thiếu thốn, hiểm nguy trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt, xây dựng và giữ vững huyết mạch thông tin, phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, góp phần đắc lực vào thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Bước vào thời kỳ đổi mới, tiếp bước truyền thống hào hùng dưới ánh sáng của đường lối đổi mới của Đảng với tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Chiến lược của ngành thông tin và truyền thông là hội nhập và phát triển, nhằm phát huy nội lực, tạo môi trường cạnh tranh sâu rộng trong nước để tiếp tục đổi mới công nghệ, mở rộng mạng lưới, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, hạ giá thành, tự tin và chủ động hội nhập quốc tế. Thành tựu quan trọng của quá trình đổi mới chính là cơ cấu tổ chức, tách riêng lĩnh vực quản lý nhà nước và sản xuất kinh doanh để nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo dựng môi trường pháp lý để phát triển nhanh và vững chắc trên tất cả các lĩnh vực, bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin, báo chí xuất bản, thông tin đối ngoại, v.v. góp phần tạo niềm tin và sự đồng thuận trong xã hội. Cùng với thành quả chung của ngành thông tin và truyền thông Việt Nam, ngành thông tin và truyền thông Thanh Hóa đang có những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp phát triển của địa phương, trở thành ngành đi đầu trong hội nhập kinh tế. Đặc biệt trong bối cảnh khó khăn những tháng đầu năm 2020, ngành thông tin và truyền thông Thanh Hóa đã nỗ lực hoàn thành mục tiêu kép đề ra trên tất cả các lĩnh vực. Theo đó, lĩnh vực viễn thông có bước phát triển mạnh mẽ năm 2020. Lĩnh vực công nghệ thông tin đã có chuyển biến và phát triển mạnh mẽ, cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư đồng bộ hiện đại, các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin đóng vai trò trụ cột của chính quyền điện tử đã được xây dựng, tiêu biểu là cổng dịch vụ công của tỉnh, hệ thống một cửa điện tử cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, trục liên thông văn bản của tỉnh kết nối với trục quốc gia tích hợp 187 thủ tục hành chính lên trên cổng dịch vụ công quốc gia, là tỉnh đứng thứ hai trên toàn quốc, là tỉnh đầu tiên từ ngày 1 tháng 9 năm 2020 sẽ thực hiện 100% văn bản hồ sơ công việc được điều hành xử lý lưu trữ trên môi trường mạng. Trừ văn bản mật, triển khai đồng bộ cả 3 cấp từ tỉnh đến ủy ban dân cấp xã, sử dụng có hiệu quả hệ thống hội nghị trực tuyến của tỉnh tại 215 điểm cầu kết nối từ các cơ quan cấp tỉnh đến ủy ban dân cấp huyện, cấp xã. Đặc biệt là chủ động tham mưu triển khai chỉ thị số 12 về tăng cường chỉ đạo thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, chỉ thị số 15 về tập trung chỉ đạo đổi mới quy trình xử lý văn bản, hồ sơ công việc, giải quyết thủ tục hành chính. Qua đó, công tác chỉ đạo điều hành quyết liệt có trọng tâm đã tạo sự chuyển biến tích cực trong lãnh đạo và cán bộ công chức các ngành, các cấp. Thay đổi cơ bản hình thức làm việc theo hành chính giấy tờ sang chỉ đạo điều hành xử lý công việc trên môi trường mạng, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong việc sử dụng văn bản điện tử thay thế văn bản giấy trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. Đến nay, tỷ lệ văn bản gửi qua mạng của các sở ban ngành cấp tỉnh, ủy ban dân cấp huyện đạt 94,77%. Cung cấp dịch vụ công mức độ 3 đạt tỷ lệ 93,2%, mức độ 4 đạt 32,13% và ngày càng tăng.
lãnh đạo cán bộ công chức các sở ban ngành, ủy ban nhân dân cấp huyện đã điều hành xử lý công việc trên môi trường điện tử và ký số cá nhân trên văn bản đi đạt tỷ lệ 95,59%, triển khai rộng rãi ứng dụng đào tạo, học tập trực tuyến, e-learning, tổ chức các cuộc họp hội nghị trực tuyến, hội nghị không giấy tờ, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, thanh toán điện tử, không sử dụng tiền mặt, khai báo y tế điện tử qua mạng Internet. Việc điều hành xử lý công việc trên môi trường điện tử là bước đột phá quan trọng trong cải cách hành chính, đổi mới lề lối, tác phong làm việc hiện đại, công khai, minh bạch, tiết kiệm, chất lượng, hiệu quả tại các đơn vị, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, góp phần cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh. Lĩnh vực báo chí, phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đã không ngừng phát triển cả về nội dung, hình thức, số lượng và chất lượng. Hoạt động báo chí xuất bản, thông tin cơ sở và thông tin đối ngoại luôn thể hiện được vai trò chủ đạo, dòng chảy chính trong xã hội, tuyên truyền phổ biến chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với nhân dân. Tuyên truyền quảng bá sâu rộng hình ảnh con người và văn hóa xứ Thanh năng động, thân thiện là điểm đến tin cậy của bạn bè trong nước và quốc tế, qua đó tạo niềm tin, sức hút của các nhà đầu tư đến với Thanh Hóa. Lĩnh vực thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại có nhiều hoạt động phong phú đa dạng, góp phần thông tin tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước đến với người dân cũng như đến với bạn bè quốc tế, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, ổn định kinh tế trên địa bàn tỉnh. Phát huy truyền thống 75 năm, ngành thông tin truyền thông Thanh Hóa đang kế thừa quá khứ, tiếp nối lịch sử, không ngừng phát triển và trưởng thành, thực hiện thành công phương châm hành động, làm gương, kỷ cương, trọng tâm, bứt phá. Trong thời kỳ hội nhập, góp phần cùng cả tỉnh thực hiện hóa khát vọng thịnh vượng, toàn ngành đang quyết tâm thực hiện nghị quyết số 58 ngày 5 tháng 8 năm 2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, trọng tâm là thực hiện chính quyền số, xã hội số, kinh tế số nhằm phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, hiệu lực hiệu quả hoạt động, chỉ đạo điều hành của các cấp chính quyền với các giải pháp cơ bản, tiếp tục tăng cường công tác thông tin tuyên truyền. Theo xu thế mới của thời kỳ kinh tế số, xã hội số, phát triển công nghệ thông tin, coi đây là ngành kinh tế kỹ thuật trọng điểm, đóng góp tỷ trọng lớn bền vững trong tăng trưởng GDP, phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin và truyền thông, ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước, trong doanh nghiệp và toàn xã hội. Cụ thể, đối với lĩnh vực bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin, sẽ tập trung phát triển hạ tầng dịch vụ theo hướng đẩy mạnh chuyển đổi số, trong đó chú trọng các dịch vụ liên quan đến chính phủ điện tử và các dịch vụ mang tính hỗ trợ logistics cho thương mại điện tử, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng chính phủ điện tử trên cơ sở cải cách hành chính, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Đồng thời, bảo đảm an toàn an ninh mạng, đặc biệt trong năm diễn ra đại hội đảng các cấp, hướng tới đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và các sự kiện quan trọng của đất nước tiếp tục định hướng thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số. Đối với lĩnh vực báo chí truyền thông, toàn ngành hướng tới mục tiêu báo chí phải thể hiện trung thực dòng chảy chính của xã hội, tạo đồng thuận và niềm tin xã hội với công tác chỉ đạo điều hành của cấp ủy chính quyền các cấp. Báo chí đóng vai trò quan trọng trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tập trung tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, phương châm với mục tiêu lấy cái đẹp dẹp cái xấu vì mục tiêu khát vọng thịnh vượng của tỉnh. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại Việt Nam, Bộ Y tế đề nghị mỗi người dân chủ động, tích cực phối hợp thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. 1. Đeo khẩu trang khi ra ngoài, khi tham gia các phương tiện công cộng. 2. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn tay. 3. Hạn chế đi đến nơi công cộng, các khu vực tập trung đông người, hạn chế tụ tập đông người khi không cần thiết. 4. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19, giúp bảo vệ bản thân và gia đình. Cảm ơn bạn đã chung tay phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị, thưa các bạn, hiện dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Rất nhiều người đã tuân thủ các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, cũng có một số ít người không tuân thủ quy định phòng chống dịch. Tiến sĩ Nguyễn Vinh Huy, Chủ tịch sáng lập hệ thống luật Thịnh Trí, Phó Chủ tịch Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam, giới thiệu 8 hành vi và mức phạt liên quan đến việc vi phạm các quy định về phòng chống COVID-19. 1. Hành vi tung tin giả về dịch bệnh COVID-19, theo Điều 101 Nghị định 15 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.
Điều 101 vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội, phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện một trong các hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc, v.v. Theo khoản 3 điều 64 Nghị định 174 của Chính phủ, quy định về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện, phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với một trong các hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân, cung cấp nội dung thông tin không phù hợp với lợi ích đất nước hoặc có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 288 Bộ luật hình sự năm 2015. 2. Vi phạm quy định về cách ly theo điều 10 Nghị định số 176 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế thì hành vi từ chối hoặc trốn tránh cách ly sẽ phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 10 triệu đồng tùy trường hợp. Căn cứ điều 240 Bộ luật hình sự năm 2015, trường hợp từ chối hoặc trốn cách ly làm lây lan dịch bệnh thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người với hình phạt có thể lên đến 15 năm tù. 3. Tăng giá bán khẩu trang. Khoản 5 điều 1 Nghị định số 49 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 109 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn và khoản 3 Nghị định số 109 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn. Hành vi bán cao hơn giá bán niêm yết bị phạt từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng. Hành vi không niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ, niêm yết giá không rõ ràng, gây nhầm lẫn, bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Trường hợp vi phạm nhiều lần, tái phạm thì bị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng. 4. Chống người thi hành công vụ trong phòng chống dịch. Theo điều 330 Bộ luật hình sự năm 2015, thì người có hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm. 5. Không khai báo, che giấu dịch COVID-19. Thủ tướng Chính phủ đã công bố dịch COVID-19 là bệnh truyền nhiễm nhóm A. Theo quyết định số 449 ngày 1 tháng 4 năm 2020, theo điều 6, điều 11 Nghị định số 176 của Chính phủ, về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế thì hành vi không khai báo khi phát hiện người mắc bệnh bị phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng. Che giấu hiện trạng bệnh của bản thân hoặc của người khác mắc bệnh, không thực hiện việc xét nghiệm phát hiện bệnh theo yêu cầu bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Che giấu tình trạng bệnh của mình hoặc của người khác khi mắc bệnh bị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng. 6. Vứt khẩu trang đã qua sử dụng không đúng nơi quy định. Theo điểm CD khoản 1 điều 20 Nghị định số 155 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, thì hành vi vứt khẩu trang đã qua sử dụng không đúng nơi quy định sẽ phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng. Trường hợp vứt trên vỉa hè, đường phố hoặc vào hệ thống thoát nước thải đô thị hoặc hệ thống thoát nước mặt trong khu vực đô thị thì bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 7 triệu đồng. 7. Không khai báo y tế, khai báo gian dối làm lây lan truyền dịch bệnh cho người khác. Theo điều 240 Bộ luật hình sự năm 2015, người nào không khai báo y tế, khai báo không đầy đủ hoặc khai báo gian dối, gây lây truyền dịch bệnh COVID-19 cho người khác thì bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng hoặc bị phạt tù từ 1 năm đến 12 năm. 8. Không đeo khẩu trang theo yêu cầu phòng chống dịch. Theo điểm A khoản 1 điều 11 Nghị định số 176 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, cá nhân có hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng để phòng chống COVID-19 có thể bị phạt tối đa đến 300.000 đồng. Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới. 1. Thường xuyên rửa tay. Thường xuyên rửa tay đúng cách bằng xà phòng, dưới vòi nước sạch hoặc bằng dung dịch sát khuẩn có cồn, ít nhất 60% cồn. 2. Đeo khẩu trang nơi công cộng. Đeo khẩu trang nơi công cộng, trên phương tiện giao thông công cộng và đến cơ sở y tế. 3. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng. Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn giấy, khăn vải, khỉu tay áo. 4. Tăng cường vận động. Tăng cường vận động, rèn luyện thể lực, dinh dưỡng hợp lý, xây dựng lối sống lành mạnh. 5. Vệ sinh thông thoáng nhà cửa. Vệ sinh thông thoáng nhà cửa, lau rửa các bề mặt hay tiếp xúc. 6. Tự cách ly nếu có dấu hiệu sốt. Nếu bạn có dấu hiệu sốt, ho, hắt hơi và khó thở,
hãy tự cách ly tại nhà, đeo khẩu trang và gọi cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị. 7. Tự cách ly nếu từ vùng dịch. Nếu bạn từ vùng có dịch bệnh trở về, cần tự cách ly, theo dõi sức khỏe, khai báo y tế đầy đủ. 8. Khai báo y tế trực tuyến. Thực hiện khai báo y tế trực tuyến tại https://tờkhaiyt.vn hoặc tại ứng dụng nCoV từ địa chỉ https://nCoV.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe của bản thân. 9. Cài đặt ứng dụng Bluezone. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19, giúp bảo vệ bản thân và gia đình. https://www.blue-zone.gov.vn. Thưa quý vị và các bạn, nhằm tạo sự công bằng trong hưởng thụ các dịch vụ khám chữa bệnh, cấp thuốc điều trị ngoại trú theo chế độ chính sách bảo hiểm y tế, được sự quan tâm của Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa, Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành tổ chức khám bệnh chữa bệnh ngoại trú, cấp cứu tại phòng khám đa khoa khu vực Thạch Quảng từ ngày 4 tháng 8 năm 2020. Phòng khám đa khoa khu vực Thạch Quảng được thành lập từ năm 1979 nhằm phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân thuộc địa bàn 6 xã vùng cao phía Bắc của huyện Thạch Thành, gồm các xã Thạch Cẩm, Thạch Quảng, Thạch Tượng, Thạch Lâm, Thành Mỹ và Thành Yên. Do điều kiện khách quan, nhiều năm qua, hoạt động của phòng khám đa khoa khu vực Thạch Quảng đã có thời gian gián đoạn. Hiện nay, trước nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe của nhân dân ngày một tăng, được sự quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện của Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa, đồng ý cho phòng khám đa khoa Thạch Quảng hoạt động trở lại từ ngày 4 tháng 8 năm 2020. Cùng với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các ngành trong huyện, Bệnh viện Đa khoa Thạch Thành đã đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị hiện đại để phục vụ tốt cho việc khám bệnh, chữa bệnh và cử đội ngũ y bác sĩ có trình độ chuyên môn, có y đức từ bệnh viện huyện lên công tác tại phòng khám đa khoa Thạch Quảng, nhằm phục vụ tốt nhất công tác khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế và cấp cứu cho người dân trên địa bàn. Bên cạnh đó, khi đến thăm khám tại đây, người bệnh sẽ được hưởng đầy đủ các chế độ về bảo hiểm y tế cũng như các quyền lợi theo quy định. Giai đoạn 1, để phục vụ tốt cho nhân dân khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu, bệnh viện đã điều động 6 bác sĩ, 1 dược sĩ đại học, 1 cử nhân xét nghiệm đại học, 1 kỹ thuật viên chụp X quang, 8 điều dưỡng viên, đầu tư trang thiết bị hiện đại gồm phòng X quang, phòng xét nghiệm siêu âm 4D hiện đại nhất hiện nay, nội soi tai mũi họng, điện tim, v.v. Với các thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh được đầu tư hiện đại, cùng với đội ngũ y bác sĩ tâm huyết và có trình độ chuyên môn, sẽ đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân, từ đó góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên, đặc biệt là tiết kiệm chi phí và thời gian đi lại của người dân thuộc địa bàn 6 xã vùng cao và các xã lân cận trong và ngoài huyện. Thông báo tuyển sinh, trường cao đẳng cơ điện xây dựng Việt Xô là trường công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Hiện tại trường được chính phủ lựa chọn một trong số 45 trường hàng đầu Việt Nam được đầu tư xây dựng thành trường cao đẳng chất lượng cao. Năm học 2020-2021, trường cao đẳng cơ điện xây dựng Việt Xô thông báo tuyển sinh trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. 1. Đối tượng, học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương. 2. Hình thức tuyển, xét tuyển. 3. Thời gian đào tạo từ 1 đến 3 năm. 4. Các ngành nghề đào tạo: công nghệ ô tô, cắt gọt kim loại, hàn, điện công nghiệp, kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, kỹ thuật xây dựng, kế toán doanh nghiệp, văn thư hành chính, quản trị mạng máy tính, kỹ thuật sửa chữa và lắp ráp máy tính, điện dân dụng, điện nước, xây dựng dân dụng và công nghiệp, mộc xây dựng và trang trí nội thất, vận hành máy thi công nền, kế toán tin học và tin học văn phòng. 5. Chế độ chính sách và quyền lợi của người học. Nhà trường cam kết giới thiệu việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp. Người học là người dân tộc thiểu số, thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật, người học tốt nghiệp trung học phổ thông dân tộc nội trú được hưởng trợ cấp theo quy định của nhà nước, được hưởng các chế độ chính sách theo quy định của nhà nước, được bố trí nơi ở, ký túc xá miễn phí, được cung cấp miễn phí tài liệu học tập. Ngày nhập học thứ 5, ngày 24 tháng 9 năm 2020. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: phòng tuyển sinh, giới thiệu việc làm và hợp tác quốc tế trường cao đẳng cơ điện xây dựng Việt Xô, số 184 đường Quyết Thắng, phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Website: caodangvietxo.edu.vn. Điện thoại liên hệ: 02293776322 hoặc 0915048390,
0987 086 777. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình Thạch Thành. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi.